vừa còn đang về Yên Bái. Đoạn đường là 250 cây nhé. Bắt đầu xuất phát bến từ bến xe Yên Điền. Mình lên Hà Nội là đi 3 chặng. Hôm nay lên Hà Nội xong là qua đêm ở trên Hà Nội. Ngày mai là ngày 28. 28 bắt đầu là đi về Yên Bái. Khoảng cách từ Thái Bình mà về Yên Bái là hơn 250 cây. Và chuyến đi xa. Hôm nay con ăn bữa con đi thì vợ mình mới sinh em bé nên là hai mẹ con ở lại quê. Ok anh em nhé, mình sẽ quay clip cập nhật cho anh em sau nhé, về chuyến hành trình của hai bố con về quê nhé. Thay chi là nuôi trồng thủy sản rất nhiều nhé. Đây là mình đang đi trên con đê điện thoại. Hôm nay đúng sinh viên quá trẻ. Đây là nuôi trồng tôm, cá vược, cua biển nhé. Nuôi trồng thương mại. Mình sẽ quay từng trong đường cho anh em xem nhé, qua các tỉnh thành nhé. Mình đang qua thành phố Thái Bình. Thành phố Thái Bình. Vào thì nó buồn ngủ. Đến địa phận tỉnh Nam Định. Nam Định nha.
gặp phản tắc đường. Cắt ba đầu nữa. Chưa, nói. Ừ, nói không? Nói không? Xe không? Không, chàng xe chưa chàng. Anh gọi xe Nguyên cho sáng mai mấy giờ. Nguyên tí nào ăn, tối có ăn. Đi cắt, tối không. Không nằm trong dưới. Mình đang ở hồ Tùng Mậu nhé. Đang đến nhà chú nữa nhé. Hôm nay nghỉ chân ở Hà Nội. Đi Hà Nội xem là có những gì. Đâu con mèo con? Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy nhé. Con đi gọn rồi đấy. À. Đây là đường sắt trên cao Cát Linh ở đâu? Đặc sản. Đi vào này em ạ.